sao chung cả o thiên mình có bê thỏ o thiên mình có plo tứ tả là tiệm xin đó cái xá bát rồi cho mình nhộ mua rau cải mua nung gì mua chanh trò lũ chai lò sò. Tiểu đoàn huấn luyện cơ động bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk tư cộng trò chế cả tiểu học Y Rút cho Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk ua tả nu rồi cho mình nhộ cả chùa đơn vị chương trình giải tàu cho kế cả xiên lò cho chế nành thiết cho mình nhộ đó y buồn nành gạo tủ mình nhộ xi phư thiên miễn phí mình nhộ cộng tua. Nông phó kia là một chuyện cho tí lầu tốt trò tiểu đoàn chế cho mình nhỏ trước của xin nhuồn đề. Nếu tức hải cú tìa xá còn gió sách chùa cho nữ chế thì cho chia, thuộc liếc khuộ bác cà, hầu, lón chi là chế của hình. Hòn tàu mình nhỏ, tàu cho xí phước cho chín chúa thả tàu cho kế tủ kia, phiền tủ kia, bóc tông dí cho kế tạo trả dinh của lý đà sở hó cho tiện lầu ấn đề. Hó nọ chứ bộ đội biên phòng, hó thua cả chuồn thủ chí thế chờ. Dầu bỏ tránh lì nò tức uột rau cho mình nhuộn cho, muốn gì cho cái lưu tết chờ hó tranh tủ mình nhuộn. Lúc nò cú lòng một chùa cho tí lầu tốt trò, dòng xia hành, nè mò cú xa hành, có lúc nò là tùa chùa cho tí lầu. Tùa chế cú nòm lòng cho tí lầu thả tò thia, tò là say phía, để tao cú xa có muôn tàu sổ dòng lì nò. Sẽ đến đây nhiều hơn. Đối với các em học sinh và đối với các bậc phụ huynh và toàn thể giáo viên, đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa. Họ cho mình nhuộn miễn phí thiết sĩ phước hiền thảo, no do dầu uống muôn nông kỳ thiết cho dạ ô li nò, dù cũng phận phát rồi cho mình nhuộn muôn phí cho chữ dị, hấu cạn thảo, chính nhờ cho anh ta thả thờ cho cánh cự thọ u. Hăng hái để tham gia cùng với nhà trường, tham gia những cái hoạt động trải nghiệm giống như là ngày hôm nay. Chị ta liên thảo cho mình nhuộn chính là cạn thí cho dạ thờ điều lệnh, cả sinh kế cũng rõ hùng có thiết sách của cho đô cha cạn tháo chị đà gió tú trò chỉnh tránh đùa của đó lút lì ua vị minh nhụa trong no nọ chứ tú trò tiểu đoàn cũng mua gì chậu phịnh khổng bú trò cho minh nhụa mua cho kế khứ đã dê giò có tha khá đà giò trò cho minh nhụa xí trò cạn tháo đùa. Thực hiện chương trình tiết học biên cương nhằm tuyên truyền giáo dục cho các cháu học sinh thầu chương trình giàu cả toàn tổ kiện nọ chứ tu trò đơn vị của xã kia rồi cho mình nhọ bó toàn nung kỳ họ tổ kiện tết chào thiết của tạo chiếc xã thuần tổ kiện họ cho mình nhọ chỉ trò cả thiết chỉ tổ khanh có tranh ít tổ cả ta lồng lù cú ly kia cho mình nhọ bó lũ tết chào dây gió tết chào lũ tu trò mua đà giò lo họ cho cái thị kho thuần tổ kiện tết chào và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Trong ót thiết có chua, giàu cạn từ chị do y hấu dị dạ ua. Cái xế tạ tàu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phu giải thưởng vừa á dính. Kính gà xía xí giò cộng rò ua. Chính do dạ khiến xí cho cái lũ dê giò tết thờ. Dù cho cái bò súa, to ló mốt đà giò cho mình nhụa. Tứ bỏ nụng kỳ họ cho dạ ua nò hậu cho kế cho khía thiết thác ca cho tiện mình nhụa họ tết thờ.